Bộ này người có tập cái bộ như này cũng mặc bộ kia được á, quan trọng là mình tốt có cái đội hình ạ, cái còn không cần phải như cô các cô đi tập như nào là các cô mặc đồ như thế, có thể hở bụng rồi nọ chứ các cô lớn tuổi rồi các cô không biết gì ấy, thì bọn trẻ mặc gì mà còn các cô lớn tuổi cứ mặc thoải mái được rồi ạ, chứ đâu có bắt buộc phải đồng phục hoa nọ chứ. Đấy. Tưởng quen luôn. Ngủ quên luôn. Nghe. Hóa ra không ngủ quên à? Chắc ngủ quên luôn. Trời mát quá luôn. Mát quá luôn ngủ luôn quên tí. Mệt. Mưa sớm nhỉ, thế chứ cứ sợ chỗ nào cũng mưa nhỉ, em cứ sợ xin đồng nhưng mà hôm qua mưa cháu sợ chứ phải là sốt ạ. Ờ cháu nghe cháu sợ à, không phải nhà mình nhà tôi nó ồn, nhà ngó nó không ồn, nhà chị nó ngó nó không ồn quá nó sao ngủ giống như là mình là không mà tụi lên ai nhà chị tôi giúp tôi giúp tôi đấy nó đỡ, còn em mà tôn chuôn cái này nó kêu kinh à. Mưa to một cái ba luôn à, không ngủ luôn, từ lúc đi giảng bài đến giờ không ngủ luôn, chỉ cứ thế nằm đấy, ngủ gì cũng có bình thường, nằm nghe mưa thôi, là dậy xong bắt đầu là co cửa cho con chó, không sợ nó bị rét thì nó thẳng nó khôn đấy, chạy sát này bác nó ngầu, nó thấy mình sướng thích quá, nó thẳng mình tít tít co cái cửa cho để ấm nhỉ, mạnh cái gì rất gì chắc hắt một lần nó chứ mà nó béo thế nó thích rất thì có hai cái mặt lớn lắm hôm nay không ai đi à, thứ bảy mà cô thứ bảy là cái phòng làm cái cảnh này thôi, ừ toàn ít nhỉ, tập về xuống phải làm nhỉ, còn chị mới sờ à, có phải cũng hơi mệt thì hôm qua cổ mình quá đâu có gọi sao nhà thì cả cậu về mình vẫn cứ không về thì nhớ thôi, đâu đâu cũng được, tối hôm qua anh không về được bạn, hai đứa con dâu cùng đứa con gái cùng ngâu với thằng mẹ buồn, ông bà thì gọi buồn được, không được bạn luôn, cậu mười chặt xuống thế, mát rượi. Thế em cứ một phần hai mưa to. Thế qua mưa nhiều người sướng. Mừng quá. Sống mùa. Nó có tình trạng như là sống mùa. Không, hôm nay chắc sẽ mưa lai lai mà. Thì là mưa cũng không có trần vậy. Còn đâu không mưa trần nữa. Mưa lai lai mấy hôm nay mưa đâu có cái gì đâu. Hôm nay cái đàn. Qua mưa mà trong mũi cho sợ. Bây giờ khoảng sợ. Nó ồn rồi nghe, cơn sót chuột á. Nghe nó sợ mặt luôn. Ừ. Cái trẻ đấy mà nó ngủ đừng thì sợ đấy. Không, cháu mưa to phải cháu sợ lắm. Cô cứ tỉnh là cô cứ sót ruột. Thích nhưng mà là cứ sót ruột. Có lúc nào cháu ngủ quên thôi. Cháu mà nghe tiếng mưa nhưng mà con nhà mưa là nghe mà. Là cháu ngủ mà nghe thương lắm. Mày muốn nằm lại ngồi đi cho nó. Không, nếu ở ngoài này thì chắc không nghe đâu. Nhưng mà đang ghê cái tầng đấy. Trong tổ phòng cái tầng bữa mẹ tập ở ngoài mưa lắm, mình biết ông biết đâu tần kia nó nghe, nhưng mà ở dưới phòng đó là tôn mới biết tập thật cao ấy, dám đâu ngủ ơi sợ thế, nó cứ ảo ảo nhỉ, nó rộng cũng ảo ảo dội trong như dội trên mặt có khi ở trên này tại vì cháu ám ảnh một lần là cháu bị ngoài hồi xưa ở ngoài nhà bà nội ấy, cái trời mưa cái đêm nó bay cả mấy nhà lên ngói ở bên này thì gặp thiết nó rơi bù 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 sợ thế nhỉ, mùng ấy ạ, à. May có mùng nhớ mùng nó rơi mặt ấy, thế là sợ. Từ lúc đó là sợ chứ là thế là nó làm nguyên cái máy làm ngược lên luôn mà thành ra một lần là cứ thấy ác mộng, cũng như là sợ. Dạ, xin nhà ngay lầu. Đúng không? Sao biết lầu? Nha, bố lầu trên cũng nghe, không? Lầu trên nếu được nói thì cũng nghe. Nó cũng bay đấy, hồi đó nhà bà Tân Linh này, nhà bà Lâm Đồng này, nhà bà Gấm Linh này, bay hết. Khiếp, gió quá. Vâng. Sợ nhỉ.
Đợt đó là tặng bảo mà xong mà nhà cháu còn được với xã cho 6 triệu mà. 6 triệu làm cái máy với cả chục triệu. Bị một lần đó là sợ ấy. Đến mua ăn nó sợ. Thank you.
người thấy tự nhiên trời thoáng nhỉ, sáng ra chứ. Thế mát mình chị dễ chị thế nhỉ. Mọi hôm cũng ưu ưu. Nhiều lúc thầm như nó đang cái này nó khỏe này bình thường không biết người lắm, các cái này lại thấy thích.
dịch không? Bắt đầu. Chồng chồng nó quả được chứ sao?
Trời ơi. Bơi giỏi thế mà. Đâu có thảy đâu, mẹ mình như điên. Sao lại thảy đấy nhỉ? Mẹ mới tìm được. Đâu? Mẹ không làm được đi ngồi quá thì nhá. Trước tạm thở như ánh. Thế bây giờ thở ở chứ. Thở càng thở thế mà nhé. Thở nhẹ. Thở nhẹ. Bữa nay em tìm được, em không thở to đâu. Thank you.
giờ mà đó học chuyện đi mày tính tài đúng rồi. Mà làm được thì là không nhanh những cái thần gì nhở. Rồi bắt đầu đi ạ. Mừng đi chị mang đi còn hai đứa mang hai đứa ra cho chị tất cả mọi người gặp rồi bắt đầu. Chống tay đi chị, tay chống không? Tay 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 nó nằm chống không? Chống không cho đỡ, đỡ nặng. Khó rồi mà. Đừng kéo đấy. Rồi dừng hả? Làm gì buồn chứ. Nó không lên nhưng mà nó không đeo ạ.
ôi hết trời. Ngoài rồi. Có hai thế nhân cô cửa. Cô cứ tự tập vào những bảo quản. Cái này nó không thể. Chỉ tập ra. Mua các dễ chịu lắm. Thế là tại mẹ chưa xiết hết mông, mẹ xiết hết mông nó.
Ở chỗ nào đó?
Long Hải. Long Hải. Xinh xinh đấy. Đúng đá. Đá làm sao không đâu? Ừ. Cái con mắt cỏ làm sao? Ừ. Nếu là kiểu là xinh nhà, xinh xinh ở nhà chắc là không nhìn thấy. Cả không nhìn thấy. Chim thế bảo sao nó hót, kéo con cả, như ở rừng luôn nhỉ.